đi ơi, đi làm nhiệm vụ pseudo này. Đảo lý viên đây rồi. Thôi ông bấm nhiệm vụ đi, bước này ông làm á. Daisy đến rồi. Bấm làm nhiệm vụ sẽ đi rồi. Bấm vào đâu thế? Thank you.
làm nhiệm vụ luôn cơ như thế này. Làm nhiệm vụ nó nhiều vãi chưởng á. Bấm đêm mai thấy ai mà không có thấy là không kích ra hết đi nha. Mạch đó mình nên mở điều hai bên hay là mở một bên trước anh em? Thì tập trung theo một đường thôi. Mạch thì là tăng sinh tồn, giống như tăng cho bọn thiên vương, còn bên hữu thì là tấn công.
thương bắt diện võ một ngày được mấy lần ta? Hello. Tương Bắc Diễn Võ không giới hạn anh ơi, một tuần tối đa được 20.000 điểm. Mẹ trời ơi, nó bị bắt cướp ai chính kìa. Tương Bắc Diễn Võ một tuần giới hạn được 20.000 điểm. Còn cái Dục Hỏa Tranh Phong thì một ngày đi sao đủ được 150 điểm nhận mốc thôi. Ok và BT coi. Thank you.
Có ai đánh Dương Anh nào vô BT? Thường nhớ lại đêm mưa vào năm đó. Hey, bình rượu sao lại hết rồi? Nam Nhi Thảo Nguyên tiêu dao đã... tiêu dao vui vẻ biết bao. Ai đi đánh lộn không? Vô bơ coi coi. Có ai đi từng bắc vào lòng không? Thank you.
có ai biết mua cái gói quà giá trị cách nào không? Chỉ một cái. Hãy đánh Dương Anh ông vô bê coi giùm.